cả nhà nha. Vậy là mình đã vừa nấu xong và bây giờ cả nhà mình sẽ ăn lẩu thịt bò. Nói chung là hôm nay sẽ là món lẩu lẩu bò này, gà và lòng. Để gì nhỉ? Để tầm bổ. Nói chung là bổ bổ cơ thể sau thời gian sau mắc COVID. Các bạn nhá. Nói chung là mình thông báo là gia đình cũng COVID. Đấy. Mà ông anh thì ở nhà hai bạn ấy vì là trên ngày đi trước, trong các bạn đi học các bạn cũng lại đi theo. Cho nên là hôm nay mới này là hôm nay lẩu. Bây giờ thì mình giới thiệu cho các bạn các cái món mình có đúng không? Trong nồi lẩu của mình có dứa, cà chua, màu gà, cổ gà, xương gà nhá, hầm khoai tây riêng này, khoai tây thì có mấy miếng nấm, nấm với cả cà rốt, nấm gừng cà rốt, đấy. Một mấy lát gừng để cho thơm, rồi cả tôm sả nữa, hành tây. Ok, nồi lẩu nha, nói chung là nước đảm bảo là ngon luôn. Ở đây đây có gà luộc. Tại sao lại gà luộc mà không phải gà nhúng lẩu? Tại vì luộc trước cho nó nhanh chín. Không phải, mà là đây này, ông nội này. Ông nội không thích ăn gà nhúng. Còn đây là ông thích ăn cái gà luộc có lá chanh. Đây là nấm kim châm với cả nấm bạch tuyết. Hình như gọi là nấm hải sản chứ. Mà bóc cho nồi luôn. Bóc được bảo bọc tay mỡ ngồi hơi dính nhỉ. Đấy, ông gạt cho con ít đậu vào. Mình mua hẳn 3 bìa đậu và vừa lấy cho Nghĩa chứ. Mà mấy miếng là mấy miếng. Đây các bạn này, một thịt bò có ngọn nha, lại vừa có ngọn còn vừa trũng, là đứa trũng không phải đứa thẳng và lát rau đâu. Đứa rồi thì mua thêm rồi. Nói chung là họ bảo khi nói chung là không lên ăn sau khi mắc bệnh đi, không ăn nội tạng nhưng mà mình vẫn mua thêm rồi. Đây, rồi nhưng mà đây thì ngon luôn. Đây có ngô, gọi quên đấy, ngô luộc với cả một ít xương. Ngô này là vào vừa hầm ở trong cái nồi xương lợn ý. Ngô thì có rau cải, rau cần, rau cải chip, cải ngồng. Cải ở giữa là cải cúc. Đấy, 4 gói mì tôm mình đã cắt ra để lấy cái bột canh mì tôm này. Một canh mì tôm dẫn một canh thường của chúng gà nhé. Đây là bát nước mắm, sỏi, ớt. Nói chung là ăn được rồi thì thịt các bạn ạ. Còn gì nữa? Mày đủ hết chưa? Rồi. Còn cái gì trong đó đi sáng mỡ lấy chưa? Nãy con thấy mỡ quay gì? À, mỡ quay canh cho mình. Tao mỡ quên rồi. Đã cần rượu nữa thế. Rượu của ông. Mỡ nước ngọt không? Mà lành mày không nước lạnh nha. Mà để cho tủ quần để ăn cho no. Mời cậu mỡ với ông bà, mấy Khánh, mời tất cả các bạn. Phải mời ông bà chứ. Con quên. Thôi rồi, ông bà ăn đi. Mời cả nhà nha, mời các bạn nha. Dạ. Ông ơi, ông bắt luôn ta mình như này bà bác. Mệt nhỏ. Người cho một quả bát đi, nó đỡ thì nhúng mà đỡ phải cho ra cái. Mình có 4 cân mà. Phải cho ra đĩa. Nằm chín. Hôm nay hơi nóng nóng hơn một tí nhỉ? Mình ăn rồi. Vâng ơi. Mình ăn cơm. Vâng. Hơi cả răng dở được. Thế rồi này chỉ có tiết thôi các bạn ạ. Không có lỗ, tiết là rau. Hãy đi ạ. Bỏ đây ăn đi. Ăn nhanh cho mẹ hát. Mới ra dài. Đau răng. Đau răng này gặp bữa lẩu mất ngon rồi. Anh cần gì? Coca là có gì? Đau răng à? Coca lặn lắm. Con đổ ra cốc một lúc rồi. Thôi. Đổ đây chưa để lấp xuống rồi. Nhà ông bạch
ăn như ăn nhưng mà ăn cái giá đây. Thì giá nó không quạnh. Em con cho em cái nước không lạnh mà. Được rồi. Cà nó phải đá như kiểu bia không đá. Kiểu bia để tủ lạnh. Tần hôm qua có ăn gà da cũng ăn đấy cần. Nói chung gà này là gà mình mua ở chợ các bạn ạ. Gà ta đẻ rồi chứ không phải gà rớt gì. Mua cái chị mình ngày xưa mình hay mua đấy. Hôm trước là ra thực ra là mua 30 hôm rồi. Trong ấy chị ý. Đi qua mà có gà ngon lắm. Mời bà là chẳng mua. Đã đang ốm chẳng mua. Thật bó. Ai mà đang đi làm gà ngâm tay lạnh mua tiền thuốc để bỏ. Bị bắt ốm. Nhảy lên bà con kia nó quấn vào bàn cho nó ăn mà nó vẫn nhớ thế chứ. Vậy nói chung là mình đã giới thiệu qua với các bạn cái lời đầu ngày hôm nay và để cho mọi người ăn thoải mái ngồi thoải mái thì mình sẽ dừng video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.